Kính chào các bạn, ngày hôm nay chủ nhật ngày 10 tháng 11 năm 2019, kính mời các bạn xem bản tin cảnh báo nguy hiểm từ Trung Quốc, vấn nạn độc tài đến từ Nga. Vâng, các bạn cũng đã biết trong thời gian vừa qua, cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã diễn ra. Trong suốt quá trình đó và Nga cũng là một nước đã được hưởng lợi từ cuộc chiến này khi Trung Quốc và Nga cuối cùng lại hợp tác với nhau để kinh doanh và thậm chí họ đã có những kế hoạch mới trong việc sử dụng những cái đồng tiền nội tệ của mình và Trung Quốc cũng đã mua rất nhiều vũ khí của Nga trong thời gian qua. Và hôm nay, ngoại trưởng Mỹ vừa đưa ra lời cảnh báo tới các nước trên thế giới về sự nguy hiểm của Trung Quốc và Nga. Và đây là hình ảnh của bài báo quốc tế đã đăng tải thông báo này của ông ghi như sau: Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo quốc tế mối nguy hiểm của Nga và Trung Quốc. Đây là hình ảnh của ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo gặp gỡ và hội đàm với thủ tướng Đức Angela Merkel trong chuyến thăm Berlin nhân 30 năm sụp đổ bức tường Berlin ngày hôm nay. Bên cạnh đó, ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo đã cảnh báo về những nguy hiểm do Nga và Trung Quốc gây ra, đồng thời kêu gọi NATO phát triển và đương đầu với những thách thức của ngày hôm nay, ông đã nói như vậy. Và nhà nước cộng sản Trung Quốc đã đàn áp người dân của mình bằng tất cả các thủ đoạn khác nhau, như chúng ta đã thấy tại Tân Cương, tại Hồng Kông và nhiều nơi khác nữa. Cũng thông báo ngày hôm nay được nêu rõ. Trong chuyến thăm tới Berlin, ông Pompeo nói với các phương pháp được Trung Quốc sử dụng để đàn áp người dân của mình là quen thuộc khủng khiếp đối với người dân thời Đông Đức, tức là thời Cộng hòa Dân Chủ Đức là Cộng sản. Và ông cáo buộc Nga xâm lăng các nước láng giềng và đè bẹp bất đồng chính kiến. Ông nói, ngày nay nước Nga lãnh đạo bởi một cựu sĩ quan KGB, tức là tình báo Liên Xô cũ, từng đóng quân tại thành phố Dresden đang xâm lăng các nước láng giềng và giết hại các đối thủ chính trị. Và đây là hình ảnh hồ sơ ghi chép về sĩ quan tình báo Vladimir Putin vào năm 23 tuổi đã được công bố khi ông đang làm việc tại Đức với cái vai trò của một tình báo viên của Liên Xô. Và các bạn cũng đã chứng kiến trong thời gian vừa qua rất rõ ràng việc Nga đã xâm chiếm một vùng lãnh thổ rộng lớn đó là Crimea của Ukraine và điều đó đã gây ra hậu quả rất tai hại cho nước này đối với các nước khác và đặc biệt Mỹ và các nước châu Âu đã tẩy chay và cấm vận rất nhiều đối với Nga trong thời gian qua. Ngoại trưởng Mỹ cũng đề nghị các nước trên thế giới hãy bảo vệ các thành quả dân chủ và tự do của mình trước nguy cơ xâm lấn của chủ nghĩa cộng sản đến từ Trung Quốc. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ là chủ tịch uh, Trung Quốc Tập Cảnh Bình, tổng thống Nga Vladimir Putin và thủ tướng Đức Angela Merkel trong một cuộc gặp. Phát biểu của ngoại trưởng Mỹ được đưa ra chỉ một ngày tại Berlin trước lễ kỷ niệm 30 năm bức tường Berlin sụp đổ. Đề cập đến sự kiện này, ông Pompeo nói: "Phương Tây, tất cả chúng ta đã lạc lối trong một hậu quả của khoảnh khắc hay ánh hào quang đáng được tự do." Ông nói rằng Hoa Kỳ và các đồng minh nên bảo vệ những gì rất khó nhọc mới giành được vào năm 1989 và công nhận chúng ta đang ở trong một cuộc cạnh tranh của các giá trị với các quốc gia không có tự do khác ông đã nói như vậy và năm 1989 thì bức tường ngăn cách giữa đông và tây berlin đã sụp đổ và từ đó trở đi nước đức sau đó đã thống nhất và đấy là kéo theo rất nhiều những cái nước ở đông âu khác cũng chủ nghĩa cộng sản cũng sụp đổ theo và bây giờ đã thành những cái nước cộng đồng trung châu âu rất tự do và dân chủ và người đứng đầu cơ quan ngoại giao Mỹ đã chỉ rõ Trung Quốc ngày càng độc đoán và độc tài. Và đây là hình ảnh chúng ta có thể thấy người phát ngôn của Trung Quốc, ông Cảnh Sảng. Ông Pompeo cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc đang định hình một tầm nhìn mới về chủ nghĩa độc đoán độc tài và cảnh báo chính phủ Đức không sử dụng gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei để xây dựng mạng dữ liệu thế hệ thứ 5 tức là 5G. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã phản ứng giận dữ, cáo buộc ông Pompeo có thành kiến về ý thức hệ và có tư duy chiến tranh lạnh. Ông Cảnh chẳng nói các nỗ lực chia tách người dân Trung Quốc khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc là một sự khiêu khích chống lại toàn bộ người dân Trung Quốc và sẽ thất bại. Và chúng ta đã thấy rất rõ ràng rằng Trung Quốc không phải chỉ đối với các nước trên thế giới mà ngay cả với Việt Nam họ cũng có những chính sách rất rõ ràng để ngày càng thao túng. Và cũng rất may mắn trong thời gian vừa qua tại Việt Nam cũng đã từ chối sử dụng hệ thống mạng viễn thông 5G của Trung Quốc và thế giới tự do và dân chủ đang phải đối mặt với nga và trung quốc nơi đang sử dụng chính sách đàn áp tiếng nói đối lập tước đoạt quyền con người của công dân chính nước mình đây là hình ảnh của chủ tịch trung quốc tập Kinh bình chiến tranh lạnh thứ hai về phát biểu của ngoại trưởng mỹ đây là một quan điểm hiện diện ở berlin để tưởng nhớ kết liễu của cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên ngoại trưởng hoa kỳ michael pompeo dường như đã tuyên bố sự bùng nổ của một cuộc chiến tranh lạnh thứ hai khi nhấn mạnh một sự cạnh tranh của các giá trị giữa các quốc gia tự do một bên và bên kia là Nga và Trung Quốc. Những lời lẽ của ngoại trưởng Mỹ là một thông điệp của các cuộc đấu tranh tư tưởng. Và rất rõ ràng chúng ta đã thấy trong thời gian vừa qua Trung Quốc và Nga đã có những quan hệ khăng khít với nhau và cũng cả ở hai nước này, ngày càng người dân đã bị chèn ép với những cái đạo luật mới ra và đặc biệt là Trung Quốc thì những người dân ở những cái vùng cao, những cái vùng sâu và những dân tộc thiểu số thường là cũng bị phân biệt đối xử và đặc biệt là những cái người thuộc đạo hồi. Và trên mặt trận kinh tế thì cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn đang tiếp tục diễn ra căng thẳng. Đây là hình của tổng thống Mỹ Donald Trump, ông nói chưa đồng ý giảm bớt thuế quan lên hàng hóa của Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu nói ông vẫn chưa đồng ý giảm bớt thuế quan của Mỹ, điều mà Bắc Kinh tìm kiếm, trong khi hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới tìm cách giải quyết cuộc chiến tranh thương mại kéo dài 16 tháng qua. Các quan chức của cả hai nước hôm thứ Năm nói rằng Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí giảm bớt thuế quan đối với hàng hóa của nhau trong một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Nhưng ý tưởng về việc giảm bớt thuế quan đã phải phải sự phản đối gay gắt trong chính quyền của tổng thống Donald Trump và đã Trung Quốc ngoài ra đã dùng kế câu giờ để đối phó với Mỹ và điều đó đã không qua được mắt ông tổng thống Mỹ Donald Trump. Và chính vì vậy đã có cuộc phát phát ngôn của ông vào, vào hôm thứ Sáu vừa rồi như sau. Cũng vào hôm thứ Sáu khi tổng thống Mỹ nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông chưa đồng ý giảm bớt thuế quan vốn đã được áp dụng. Nguyên văn như sau: Trung Quốc muốn bỏ bớt chứ không phải là bỏ hẳn, bởi vì họ biết tôi sẽ không làm điều đó. Ông Trump nói thêm: Tôi chưa đồng ý bất cứ điều gì cả. Thì đây là cái điều mà chúng ta thấy rất rõ rằng cái sự cương quyết của tổng thống mỹ donald trump đối với trung quốc và đặc biệt là khi ông đã hứa với cử tri của mình cũng như vì cái thương mại công bằng và chống cái sự ăn cắp và sao chép của trung quốc nên uh, tổng thống mỹ đã làm những uh, có những cái chính sách rất đặc biệt với trung quốc và yêu cầu trung quốc phải thực hiện điều đó và mỹ vẫn chưa vội cần một thỏa thuận thương mại với trung quốc trong thời gian tới đây là hình ảnh thêm đây là hình ảnh của một uh, hộ nông dân ở Lova cầm trên tay một nắm đậu nành. Mặt hàng nông sản chịu ảnh hưởng nặng nhất từ cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông tổng thống uh, ông tổng thống Mỹ uh, Donald Trump nói rằng Trung Quốc muốn đạt một thỏa thuận hơn là ông muốn. Nói thêm rằng thuế quan của Mỹ đang thu về hàng tỷ đô la cho các kho bạc của Mỹ. Ngay bây giờ tôi rất hài lòng, chúng ta đang nhận hàng tỷ đô la, ông tổng thống Mỹ Donald Trump nói vậy. Ông Trump cũng nói rằng thỏa thuận thương mại với Trung Quốc nếu hoàn tất sẽ được ký kết tại Mỹ. Giả sử chúng tôi đạt được thỏa thuận, nó có thể được ký ở Lova hoặc một vùng nông nghiệp hoặc nơi nào đó như thế. Nó sẽ được ký tại nước chúng ta, ông nói. Bang nông nghiệp Lova bị ảnh hưởng nặng nề vì thuế quan trả đũa của Trung Quốc nhắm vào hàng đậu nành thịt theo và các sản phẩm nông nghiệp khác của Mỹ. Nhưng có mối liên hệ lâu năm với chủ tịch Trung Quốc Tập Kinh Bình. Thì đây là điều mà chúng ta cũng thấy rất rõ rằng nước Mỹ rất lớn và tổng thống Mỹ Donald Trump cũng rất quan tâm đến người nông dân và ông cũng nói rất rõ rằng trong cái Thông tin đưa ra, nếu thỏa thuận đạt được thì phải ký ở ngay vùng nông nghiệp nơi đã gặp sự khó khăn và đình trệ rất nhiều trước cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và Trung Quốc đã không mua hàng ở đây và khi bị chịu thiệt hại rất lớn thì người nông dân Trung Quốc, người nông dân Mỹ cũng sẽ có những quyền lợi nhất định đó là được phía chính phủ Mỹ hỗ trợ trong lúc khó khăn. Và Mỹ cũng bắt đầu sẵn sàng vứt bỏ ý định có thỏa thuận giai đoạn 1 với Trung Quốc vì Bắc Kinh đã không thực hiện các cam kết đi kèm trước đó. Và đây là hình ảnh Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc lưu hạc trao thư của Chủ tịch Trung Quốc Tập Kinh Bình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 11 tháng 10 năm 2019 trong vòng đàm phán vừa qua tại Mỹ. Các chuyên gia trong và ngoài chính phủ Mỹ cảnh báo rằng thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vẫn có thể sụp đổ. Các quan chức Mỹ cho biết vẫn còn rất nhiều việc phải làm khi ông Trump loan báo những nét chính của một thỏa thuận tạm thời vào tháng trước và Bắc Kinh kể từ đó đã phản bác các đòi hỏi của Mỹ về việc mua nông sản số lượng lớn cùng những vấn đề khác. Thì điều này rất rõ ràng rằng uh, Tổng thống Mỹ Donald Trump rất cương quyết đối với Trung Quốc. Và tất nhiên việc này cũng có liên quan đến Việt Nam, đó là Trung Quốc đã lợi dụng Việt Nam để trở thành địa bàn trung chuyển đưa hàng Trung Quốc sang dán mát sản xuất tại Việt Nam để xuất sang Mỹ kiếm lời hàng tỷ đô la, mặc cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể bị Mỹ áp thuế chống phá giá lên chính những sản sản phẩm đã sản xuất tại Việt Nam. Mặc dù là hai nước cùng ý thức hệ cộng sản, nhưng ngoài Biển Đông thì Trung Quốc xâm lấn vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong đất liền, thì Trung Quốc lại lợi dụng Việt Nam để lừa dối Mỹ. Điều này cho thấy Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình, vốn là người đồng chí rất thân thiết với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã không coi Việt Nam là một đất nước có chủ quyền cần được tôn trọng. Vậy thì Việt Nam hãy thoát khỏi cái bóng của Trung Quốc vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội để đi theo con đường dân chủ, tự do và văn minh, điều mà hàng triệu người dân Việt Nam cũng đang mong muốn. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 10 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết, cũng như đăng ký YouTube và Facebook của Thời báo .de ngay tại đây để có thể luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn một ngày mới an lành. Chào các bạn. Trung khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.